Chào mọi người, mình là Ngô Thắng. Ở trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập vào tài khoản root của VPS mà các bạn tạo trên tài khoản Google Cloud trên cái máy tính của bạn. Chúng ta sẽ sử dụng đăng nhập bằng mật khẩu thay vì chúng ta sẽ phải sử dụng cái console mặc định của Google Cloud. Thì điều đầu tiên chúng ta sẽ cần có một cái VPS trên Google Cloud. Thì các bạn sẽ xem lại ở cái video trước, mình sẽ đính kèm link vào phía dưới các bạn xem. Nếu như chúng ta chưa biết cách tạo cái VPS nhé, nếu ai đã có thì chúng ta sẽ xem các bước tiếp theo như sau. Và ở cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách khởi tạo ra cái VPS ở trên Google Cloud rồi, và chúng ta đã đến được giao diện như này. Thì ở cái video này chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ đây. Ở trên giao diện này chúng ta sẽ vào cái phần SSH ở đây. Mọi người sẽ chọn cái đầu tiên này. Thì chúng ta bình thường ấy, có thể hoàn toàn sử dụng cái console, cái màn hình lạnh mặc định của Google Cloud này cũng được. Nhưng mà chúng ta có cái bất tiện, đó là mỗi lần dùng chúng ta sẽ phải đăng nhập vào cái tài khoản console bằng trình duyệt này, sau đó truy cập vào đây, chúng ta tìm đến cái VPS đó, và nói chung cũng khá là mất thời gian. Và đấy, các bạn nhìn thấy nó mất công tải như này, cũng khá là phải chờ. Mình cảm thấy nó là bất tiện, cho nên là chúng ta sẽ tìm một cái hướng khác nó đơn giản và nhanh hơn. Mọi người chờ một chút. Rồi, sau khi cái màn hình console nó hiện lên như này, thì chúng ta sẽ chạy một số các câu lệnh như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ chạy cái lệnh đổi mật khẩu cho user chính. Chúng ta sẽ chạy sudo pass. Muốn chở pet thì sao? Sudo pass. Mật khẩu ở đây chúng ta có thể gõ, hoặc là chúng ta sẽ truy cập vào cái trang mình gửi link kèm. Chúng ta sẽ tạo ra những cái mật khẩu ngẫu nhiên, và thay vì chúng ta cứ phải ghi nhớ mật khẩu và làm thế nào đó để gõ ra mật khẩu theo quy luật. Bây giờ chúng ta có sẵn cái mật khẩu ngẫu nhiên như này. Tôi có thói quen là hay sử dụng mật khẩu như thế này. Thì thứ nhất là tăng cường bảo mật, thứ hai là đỡ phải nghĩ nhiều, copy cho nhanh. Chúng ta có rất nhiều kiểu mật khẩu và định dạng và độ dài khác nhau ở đây, mọi người có thể sử dụng. Khi có cái mật khẩu rồi, chúng ta hãy lưu nó vào đâu đó. Ví dụ như này, để chúng ta có thể sử dụng nó thường xuyên và sau này chúng ta sẽ không nhớ cái mật khẩu này đâu. Chúng ta sẽ cần phải copy lưu vào đâu đó nhé. Dán vào. Nhập lại mật khẩu. Ok, mật khẩu đã được cập nhật. Tiếp theo, chúng ta sẽ chạy lệnh đăng nhập vào root là su. Nhập mật khẩu vào. Vậy là chúng ta đã đăng nhập được vào cái root này rồi, với mật khẩu rồi. Các bạn có thể đổi mật khẩu cho root bằng lệnh add root như sau. Chúng ta copy một cái mật khẩu khác đi. Tôi sẽ lưu nó ra đây vì có thể sau tôi sẽ phải sử dụng lại nó. Ok, lưu luôn cái mật khẩu lúc ban đầu, tránh tình trạng tí nữa lại không có để sử dụng. Sau khi chúng ta đổi được mật khẩu thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái file shconfig này để chúng ta đăng nhập được vào SSH trên cái máy tính của chúng ta, thay vì chúng ta phải đăng nhập bằng cái màn hình lạnh trên cái Google Cloud này. Mọi người sẽ chạy lệnh vftc-shsh-config này, hoặc là mở nó bằng WinSTP để chúng ta sửa cái file này.
Đó. Đây chính là nội dung của cái file config, config của chúng ta. Mọi người hãy tìm đến cái dòng permit root login này, no này, chúng ta sẽ đổi nó thành yes thì chúng ta sẽ đăng nhập được vào một tài khoản root nhá. Để sửa được ấy, chúng ta sẽ phải nhấn insert, sửa nó thành yes. Hiện đây mình sẽ sửa luôn. Phần này password authentication nó đang để là no rồi, chúng ta sẽ để là yes. Thì ở đây có sẵn hai cái dòng rồi, chúng ta chỉ cần thêm dấu thăng ở đầu cái dòng no này và bỏ dấu thăng ở đầu dòng này đi, có chữ yes này đi. Vậy là xong rồi, chúng ta nhấn SC để thoát cái chế độ chỉnh sửa. Đó, tiếp hai chấm VQ chấm than enter, lại là chúng ta đã lưu được file cấu hình lại rồi. Ok, chỉnh hai thông số này. Tiếp theo khởi động lại cái dịch vụ SHD này. Vậy là chúng ta đã cấu hình xong cái việc cho phép đăng nhập bằng tài khoản root bằng mật khẩu trên máy tính. Bây giờ chúng ta sẽ test thử đăng nhập nó bằng màn hình lạnh ở trên máy tính của chúng ta. Root cái địa chỉ IP external lần trước mình có nói với các bạn nhé. Chúng ta copy cái IP external này. Yes. Nhập cái mật khẩu mà chúng ta mới đổi ấy. Copy này. À, chúng ta đăng nhập thành công bằng màn hình lạnh trên máy tính của chúng ta rồi đấy ạ. Mình sẽ thoát nó ra. Ok, cái màn hình lạnh trên cái console của Google Cloud này chúng ta sẽ không dùng đến nữa, cho nên là thằng cũng sẽ tắt nó đi. Và bây giờ để dễ quản lý hơn về cái VPS của các bạn thì mình có hướng dẫn thêm cho các bạn sử dụng cái phần mềm WinSCP để chúng ta đăng nhập vào quản lý, nhìn nó giao diện trực quan hơn và quản lý các cái file mã nguồn hay là các tập tin ở trong đó nó sẽ dễ dàng hơn, và đồng thời sẽ sử dụng màn hình lệnh của PuTTY thay vì là chúng ta phải sử dụng cái mặc định của Windows, cũng giống như là chúng ta sẽ không sử dụng cái console này của trên Google nữa, và chúng ta sẽ từ giờ trở đi chúng ta sẽ sử dụng WinSCP và PuTTY. Đi kèm với WinSCP chúng ta nhớ là chúng sẽ đi kèm với nó là chính là PuTTY nha. Ở đây mình có đính kèm link sẵn, chúng ta chỉ cần vào và tải nó về. Đây là cái link download WinSCP. Mình thì thường đây là nếu mà các bạn bấm luôn cái nút này ạ thì là bấm phải phải cài đặt nhé. Các bạn có thể cài đặt vào máy tính không vấn đề gì, nhưng thói quen của mỗi người một khác. Mình hay dùng portable, tức là chạy luôn thay vì chúng ta mất công cài đặt, và chúng ta lưu nó ở bất kỳ vị trí nào trong máy tính có thể chạy ngay và không cần phải cài đặt nữa. Nên là thằng sẽ chọn bản portable đây, download nó về, giải nén nó ra là sử dụng thôi. Thứ hai là tải cái PuTTY này về. Đi kèm PuTTY, chúng ta sẽ tải cả PuTTYGen. Hai công cụ này rất là quan trọng, và trong các video tiếp theo ấy là mình sẽ liên quan đến những cái WinSCP PuTTY này nhiều đấy ạ. Đấy, bấm luôn này, có thể là download cái PuTTY về. Trên giao diện này cũng như là phần WinSCP á là mình sẽ không dùng cái bản cài mà mình sẽ dùng bản chạy ngay. Ai dùng bản cài cũng được nha, cái này không vấn đề gì. Tuy nhiên, theo thói quen của mình thôi thì mình sẽ sử dụng cái bản chạy ngay. Thì PuTTY nó cũng có cái file chạy ngay là ở dưới này, tùy theo cái hệ điều hành của chúng ta
Như mình ấy, dùng Win 64 bit cho nên là chúng ta sẽ tải cái file này. Đó. Tiếp theo bên này là Putigen. Ở phía dưới này cũng có cái file chạy ngay. Chúng ta đây cũng có Putty này. Tải ở đây cũng được. Tải bên này cũng được. Tìm đến Putigen đây rồi. Putigen này 64 bit chúng ta sẽ tải nó về. Bấm vào đây. Mình dùng Windows. Ok. Sau khi chúng ta có đủ bộ ba cái file WinSCP, Putty và Putigen, đưa nó vào cùng một thư mục cho mình. Mình đã để sẵn như thế này. Đó. Đây là sau khi mình giải nén ra. Mình chạy cái WinSCP này lên. Ok, đây là cái giao diện đầu tiên. Khi chúng ta mở cái WinSCP và chưa có cái trang web nào, VPN nào chúng ta quản lý ở đây cả. Vào nó đi. Việc đầu tiên chúng ta sẽ phải cấu hình giữa cái WinSCP với cái Putty đã. Chúng ta sẽ vào option này, mình sẽ làm chậm lại cho các bạn nhìn cho dễ. Vào option này, vào reference ở dưới này. Chúng ta chọn xuống cuối phần integration tích hợp application. Chọn lại cái đường dẫn của Putty ở đây. Brown. Đấy, file putty.exe. Mình tick vào remember session password, tức là chúng ta chỉ mất công đăng nhập có một lần thôi và từ lần sau nó tự động ghi nhớ mật khẩu và không cần phải nhập lại mật khẩu vào cái Putty này nữa. Ok, là lưu lại rồi. Như bình thường ấy, mọi người đăng nhập bằng Putty sẽ mở cái file Putty này lên đúng không? Nhập IP, hostname rồi thông tin đăng nhập các thứ vào đây. Như này thì giao diện này mình ít dùng nên là chúng ta sẽ bỏ qua. Vì chúng ta thông qua cái WinSCP đấy là nó đủ hết luôn rồi. Ok, để đăng nhập và quản lý cái VPS của bạn bằng WinSCP và Putty thì các bạn làm theo như sau. Chúng ta bấm vào New Session ở phần này. Lại lên cái cửa sổ ban đầu đúng không ạ? Vì chúng ta đăng nhập vào SSH cho nên chúng ở cái phương thức ở chỗ này chúng ta sẽ chọn là SFTP. Còn những cái bên dưới này bỏ qua. Còn thông thường các bạn dùng hosting site hot ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng FTP là cái phương thức này. Chúng ta dùng SSH nên sẽ dùng cái phương thức trên cùng nhé. SFTP. Hostname chính là cái địa chỉ IP external của chúng ta. Đó. Chúng ta dán vào đây. Username. Root. Dĩ nhiên rồi, mật khẩu root mà. Mật khẩu mà chúng ta đã tạo lúc trước đây này. Lưu nó vào đây. Chúng ta lưu lại. Rồi. Có thể đặt tên cái VPS này cho dễ nhớ. Mình để như này thì chúng ta sẽ biết được nó là IP nào đúng không? Có thể là thay vì để root a còng thì chúng ta có thể để cái tên theo cái instance mà khởi tạo trên console này này. Đó. Dễ nhớ hơn, nhấn nút save password, lưu lại. Rồi. Bấm nút login. Này chúng ta chỉ phải chọn có một lần thôi, chọn yes. Vậy là chúng ta đăng nhập được bằng tài khoản root với mật khẩu tự tạo và trên máy tính của chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình tắt nó đi và mở lại nhỉ, cho mọi người xem. Đây là lần sau đúng không? Nên thì nó đã ghi nhớ cái trạng thái cũ rồi. Chúng ta chỉ cần kích đúp này, đăng nhập rất là nhanh mà không cần phải vào cái giao diện khỉ gió của cái thằng Google này làm gì nữa. Coi như là bỏ nó đi, quên nó đi. Chúng ta dùng đây. Đó. Để mở Putty bằng WinSCP trên này, cho có cái biểu tượng này trên cùng này. Mọi người nhìn cái chuột này. Open session in Putty này. Ctrl P cũng có thể sử dụng. Ctrl P này. Accept. Đấy. Nó tự động đăng nhập vào cái VPS của bạn bằng cái màn hình lạnh này luôn. Và các bạn không cần phải mất công login sudo root gì cả. Ok.
Mình tắt cái màn hình lạnh này đi. Rồi, chúng ta xem còn gì. Cấu hình putty xong rồi. Hết. Video này đến đây là hết rồi. Nếu ai có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ để lại dưới phần bình luận cho mình nhé. Hãy like và subscribe kênh để ủng hộ mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở bản video tiếp theo.